Ê, xin chào mọi người nha. Thì ngày hôm nay anh em mình tiếp tục đi ra ruộng bắt cá nha mọi người. Thì đây là cái nôm đó, đi mò luôn rồi, mò bằng tay luôn rồi mọi người ơi. Cái này là người ta gọi là đẩy côn nha, nhưng mà ở đây ngày hôm nay thì mình kéo côn chứ mình không có đẩy. Hai người hai đầu giờ trên mặt dần thì bằng dây sắt nha. Đó là mình sẽ đi bắt cá nha mọi người. Thì cá khi mà nó đụng vào cái vàng nước bằng sắt này nè là nó sẽ chúi xuống đất nha. Đó, nó chúi đất thì mình sẽ lấy nôm, mình nôm cho mọi người xem. Đó kìa kìa. Ồ ghê hả, bắt bằng tay luôn rồi, thấy không? Đâu cái con. Hay quá, hay quá. Hay quá. Mọi người. Giúp đẩy vô xuống đi. Đó. Rồi rồi, ok. Giờ dùng nôm nha. Vô. Ủa, hay quá. Không sót được. Những tay bật thầy bắt cá. Xác mé đi. Không qua. Cái này được chưa? Lọc nôm nữa cái gì? Chưa thấy cá lóc nào. Đó. Ô kìa. Là món đến vô bụi. Có bụi đó. Phi không em ơi. Phi. Có cái lóc rồi nè. Cái lóc rồi. Đó lên xình non luôn á. Đi luôn rồi mọi người. Đấy, kiếm cái đuôi đi. Làm cái gì tại ơi. Có. Vô. Ghê mày. Cái gô mà ơi. Lứa một vậy? Không mò thôi chứ mò cái đó biết. Ha, mò ghê quá ha. Có kinh nghiệm mò nè.
lóc cá gô cái chê gì đâu. Cái gì? Cá gô bự nghe không? Ừ, cá này cá gô bự hơn mấy con nãy. Cá kia lên nè. Cái gì vậy? Cứ gô tiếp, tiếp tục lên đường. Ủa hay vậy? Cái thật thiệt. Cái thật luôn. Tại nó cái sáng. Đây nè, đây nè. Ba nụ. Ba báo không à. Gô nữa. Nhỏ nha mọi người. Con này nhỏ. Mấy con cá gô bự đó chơi người ta. Vô nhà mọi người ơi. Cũng kéo xong hết rồi nha. Thì vô nhà mình sẽ làm chế biến vài món ăn nha mọi người. Đó. Tới nhà rồi. Khá mệt. Bây giờ mình bắt cá vô nha mọi người. À, bắt cá lên á mình cái này mình chắc mình chiên chiên xù quá. Nay về được mấy con cá cũng nhỏ không à. Khá là mệt. Đó, nay nhưng mà toàn là cá đồng không nha. Cá lóc. À, cá lóc. Cũng được, nói chung là cũng đủ đủ ăn đây. Đủ ăn đó chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đi lâu ngày mình không lội nha, mệt quá. Nhiêu đầy đủ rồi. Cá phi đây. Thì có con bự rồi. Ừ, ha. Con cá gô bự kìa. Nay mấy cá gô này vừa chiên luôn nha. Béo. Cái này mình chỉ mổ cần mổ bụng thôi mình chiên luôn nha mọi người, không cần đánh dẫy đâu nha. Để cái dẫy nó mới giòn. Vô. Nha. Ô, quá trời bộn nó bộn. Nhóc luôn. Bắt có chưa, bắt có chưa. Để nó nhảy đi. Cá nè. Bỏ mấy cá lóc vô vô cái hũ đi. Mình xíu bao nhiêu đó. Mình chỉ chế biến mấy cá gô này nha mọi người. Cá gô này chắc mình mổ bụng chiên xù nha. Đó, thì mình sẽ làm chính tại cái chậu này luôn nha.
Rồi mọi người ơi, thì cái này số cá này là sáng mấy anh em với mấy dượng cháu mình đi bắt được nha mọi người. Đây cá gô không nha. Cái này là mình cá gô này mình chiên xù nha. Thì có rau muống xào với lại rau sống. Thì sáng có tài đi nữa mà nó bận công chuyện nó về rồi. Nhà nó có đám rồi mọi người. Đây thì còn ba người. Thì mình sẽ mời mọi người cùng chung vui với mình nha. Đúng không? Xong thêm clip nữa rồi. Thì đây là cái chậu của mình nha mọi người. Thì tạm thời là hoàn thành rồi. Nhưng mà chưa có gọi là đầy đủ hết. Thì thời gian tới thì mình sẽ ngày thì mình sửa thêm miếng nữa để cho nó hoàn thành nha mọi người. Hôm nay mình uống rượu nha. Vô. Vô. Rất là ngon nha mọi người. Rượu dưới quê thì uống rất là thơm. Ăn miếng cá đi anh em. Không, cá là trên người thấy con luôn. Cái gô chiên giòn nha. Thì ở đây mình ăn cá đồng không mọi người ơi. Có cá mua lắm. Thì ăn cá biển rồi mới có mua thôi. Rất là ngon. Đốt đi nữa. Vô cái nữa coi. Rất là ngon nha mọi người. Thì đây cái chòi mình lọc bằng lá dừa nè. Nên rất là mát luôn, nhậu rất là lý tưởng luôn. Cái này nhậu xong rồi mình có thể là dọn dẹp xong mình có thể là trải chiếu ra mình ngủ tiếp. Đó, tiếp chừng nào mà thức dậy thì nhậu tiếp nha. Rất là ngon. Đây, vô mời mọi người một ly nữa nè. Thì mình sẽ kết thúc video nha mọi người. Thì hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Vô. Đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video mới tiếp theo. Dạ xin cảm ơn nhiều.